Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Gốc Đếch Đi. Tiếp theo series mùa mới, em sẽ làm thêm một cái nữa là phân tích bát lốt nha anh em. Bát lốt mùa mới thì có cái gì nào? Ok, thì cái này thì sẽ là những cái thông tin này thì có thể thay đổi khi mà mùa chính thức bắt đầu này. Tiếp theo, new play content. Cái này thì em đã nói ở cái phần tóm tắt rồi nha anh em. Hai cái này này, cái hero mới cũng nói rồi, new skill cũng có rồi luôn, trang bị. Vậy chúng ta chỉ đi đến cái là game adjustment thôi. Ok, chúng ta chuyển nào. Những cái này thì anh em có thể xem ở phần tóm tắt nha anh em. Thay đổi về cái Atola, vì cái Atola đã qua mùa rồi. Cái Atola sẽ vào core rồi nè. Story, map, độ khó, gameplay, quái, loot, trải nghiệm. Ok, vào nào. Những cái này thì anh em có thể đọc qua nha anh em. Em sẽ bỏ qua tại vì nó cũng liên quan đến cái phần tóm tắt thôi. Ở đây một số cái là Legendary mới thì có thể điểm qua trước. Ủa, cái này mỗi một điểm trang là sao? Em cho nhạc hơi nhỏ một chút. Ok. Ui, cái này full gian doom luôn. Pet. Đây là pet mùa này. Đây pet mùa nha anh em. Nó sẽ khi mà trong cái thoát khỏi từ Lime ấy, nó có 10% cơ hội nhận thêm một lần nữa. Wow. On Dream Bubble là on cái bóng ấy, có thể nhận thêm một lần nữa. Còn Bad Lime khi mà một đống phần thưởng, khi mà thoát khỏi mà nhận thêm một phát nữa thì bú đẫm này anh em này. 10% khá là ít, nhưng mà cũng gọi nếu mà nhận được một phát thì thôi, cũng ấm luôn anh em. Đây, còn các cái chỉ số khác thì đây là chỉ số của con Bad tím. Đây bét tím này. Bét tím với bét xanh. Tăng drop thôi. Wow, ngon phết nhờ. 10%. Hơi ít nhưng mà cũng tạm. Tiếp theo con pet này sẽ hỗ trợ con Rosa này, block. Kết liễu quái vật dưới 15% máu khi mà vừa block xong. Con này thì sẽ gây ra Paralyze hoặc là Weaken. Paralyze là cái trạng thái mà tăng thêm 10% sát thương. Weaken là giảm đam của tù quái. Cái này cũng ok. Cái này sẽ cho Million này. Đây, chúng ta sẽ đi vào game Adjustment nhé. Cái này sẽ thay đổi về gameplay này. Sẽ nói nhanh thôi. Athena mùa này thì sẽ vào core. Cũng giống như các cái content mùa khác. Sẽ thỉnh thoảng sẽ gặp chứ không phải là gặp liên tục. Lến bây giờ sẽ là cho chơi được này. Như ở phần tóm tắt em đã nói rồi. Rồi, mấy cái này chỉ đề cập đến vậy thôi. State story. Về map, về thay đổi về map. Cái Calamity ở vùng Thunder sẽ thay bằng một cái map mới này. Trước đây sẽ đổi. Đổi tên rồi. Xem nào, độ khó. Do việc bổ sung mùa mới, độ khó tổng thể sẽ tăng lên tương ứng. Tầng 45 con đường sẽ đóng vai là thử thách cuối cùng với độ khó đáng kể. Độ khó 40 sẽ không thay đổi. Sẽ tầng này sẽ thay đổi thôi.
hồi xưa nó là cái con Traveler. Tiếp theo này. Bây giờ sẽ optimize cái bắt prey, quái vật sẽ ra nhanh hơn, spawn nhanh hơn này. Cái Kube bây giờ sẽ là cái tốc độ hoạt ảnh của nó nhanh hơn. Cũng ok. Cái này nói về cái ấy của Kube này. Ôi, sẽ bị giảm rồi. Cái Cover SSR, cái tỷ lệ sẽ tăng lên 100%. SSR và UR tỷ lệ tăng lên 100%, nhưng mà cái số lượng mà để sử dụng để quay ấy sẽ bị giảm, từ con Malice Incarnation này bị giảm 50% nhé. Như vậy chúng ta sẽ được quay ít lần hơn, nhưng mà phần thưởng ngon thì sẽ tăng lên. Sao đây? Khi mà thành phố Atola không kết nối với bot, cổng được mở sẽ là cổng thị trấn. À, cái này nó chỉ nói về cái portal thôi. Ok. Ghost of Machine bây giờ không còn gian Doom Drop nữa. À, cái drone trong cái Ghost of Machine. Quái vật sẽ là sao nhờ? Giảm sát thương đối với Illusion. Cái này hơi khó hiểu. Một số cái này, một số cái ấy, nó tên quái thế nên thành ra em không lắm được. Ở đây nó chỉ nói là thêm một cái là tất cả quái. Ồ. Ui, cái này quan trọng này anh em này. Boss sẽ được miễn nhiễm hiệu ứng, đóng băng, đẩy lùi. Miễn nhiễm nhưng vẫn chịu ấy nhá anh em. Vẫn chịu hiệu ứng nhá, giống như free ở mùa này được boost rất là nhiều này. Drop. Ở tier 8 thì drop tier 5 beacon sẽ được tăng lên. Ok rồi. Sẽ add thêm 4 cái thẻ drop tier 5 beacon luôn. Giảm số lượng drop từ trong cái chu sô chét, là cái hòm dương anh em. Còn một số cái liên quan đến mấy cái này chỉ cải thiện thôi. Rồi ok, đến cái phần season này đi. Season Balance thì nó ngon hơn. Tại vì đây là những gần như là ảnh hưởng chính đến các build. Cái này những cái trên thì anh em đọc qua nhá, anh em cho biết. Ở phần Core Metallic thì em đã đọc qua hết rồi. Thì mùa mới thì đam, câu đam là một này. Câu đam và các hiệu ứng của câu đam, đồ đạc câu đam, con Gamma 2 búp rất là nhiều. Em đang tính là chơi Gamma 2 luôn đấy anh em. Gamma 2 mùa này búp 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 kinh dị luôn. Chưa kể là các cái cơ chế của mùa Core Metallic này. Frostbite chính là cái element của Kodam. Cái duration Frostbite bây giờ, ui, điều chỉnh từ 1.5 giây giờ thành vĩnh viễn luôn anh em ơi. Quá ngon. Thay đổi thêm một cái nữa, hiệu ứng effect của cái Frostbite này là giảm 10. Từ cái này bây giờ nó giảm với cái tưng này, nhưng mà với mỗi với mỗi 10 frost bay anh em ạ, áp ly trên dây như này búp khá là căng. Đây giá trị frost bay này,
sẽ thay đổi. Khi game Frostbite trong đơn vị 2 Frostbite cho mỗi 2% sát thương lạnh tương ứng. Ồ, bây giờ là khi mà deal câu đam Frostbite 1% luôn. Wow, như này là búp rất là nhiều đấy chứ anh em. Gần như 5 lần luôn. Zimu Frostbite Boy. Cái này là gì? Dịch chút cho nó dễ hiểu. Mỗi điểm Frostbite tăng 1% khả năng Frostbite Effect của đơn vị. Thời gian đóng băng được kéo dài thêm 1%. Wow. Khi mà 100 điểm Frostbite thì rơi vào trạng thái Frozen. Nó đóng băng anh em. Tất cả Elite bây giờ. Hồi xưa là nhớ là 1000 cơ anh em ạ. Nhưng bây giờ nó búp kinh quá. Thế nên là Frostbite bây giờ chỉ còn 300 thôi. 300 là mắc. Hiện tại là trong các trường hợp thông thường Frostbite không thể áp dụng với kẻ địch chưa bị ảnh hưởng bởi Frostbite và bạn không thể gây Frostbite nên khi mà Frozen rồi thì không gây lên nữa. Free, cái trạng thái Free này là cái trạng thái mà khi mà dính Frostbite anh em. Cái Frozen với Frostbite hơi ấy nhở, hơi trùng người phải. Nhưng mà hình như hai trạng thái nó đạt ở các cái trạng nút khác nhau. Ở đây nói là duration sẽ 0,2 giây, free mới là đóng băng. Nó bị đứng im ấy anh em. Không thể hoạt động được. Đây không thể cử động được giống như stun này. Bây giờ có thể gây ra free cho bot. Nhưng mà cái bot thì sẽ không bị kiểu stun mà chỉ dính hiệu ứng thôi. Là giảm 2% đam này. Đam của bọn này sẽ giảm 2%. Ngon, thêm tanh châu bò cho đội dùng câu đam. Ở đây thì new affix chính là những cái mà hệ thống crafting cho Zergia anh em. Nó thêm này. Ở găng tay thì sẽ thêm cái Apply Frostbite Ring thì sẽ thêm là cái inflict là gây cái Frostbite. Sẽ là gây thêm giá trị cho bọn quái đang có Frostbite trên dây. Ring tiếp cũng chỉ số Frostbite Apply dây chuyền này, thắt lưng, nhẫn thì sẽ thêm là free duration. Sẽ không phải là 1.5 giây nữa mà sẽ tăng lên. Ở weapon thì sẽ là cộng đam khi mà quái bị frozen này. Ok. Ở đây em sẽ nói đến cái con Gamma 2. Cực kỳ nhiều cái búp anh em ạ. Nó thay đổi lại tiếp tục là thay đổi một lần nữa. Đọc sơ qua nhá. Mùa trước thì hình như là 4. Lần này lên 6 này. Đây, cái này thì phải cái TLIDB nó cũng update rồi. Đây. Ở đây 3% cooldown này. Với mỗi 4 giây sau khi mà quái bị Frostful Pool này. Mỗi một điểm ai cái này energy consume frost pool. Đây cái câu energy này anh em này là lấy một điểm câu energy mỗi khi mà cast câu spell. Khi mà câu pool nó tiêu thụ cái câu energy này thì sẽ cung cấp cho bùa lợi một cái búp dựa trên năng lượng tiêu tốn. Ok.
2% free value. Cái này gần như là búp đam rất nhiều. Hôm trước đọc em kết hợp kèm cả xem ở trong game cơ. Giờ game nó update rồi, thế là không còn xem được lại nữa. Cái này thì cộng 4 câu energy. Cái này ngon này. Còn cái này để dùng để clear thôi. Kết liễu luôn một cái con lính không phải elite ở trạng thái frozen và dưới 50% máu. Ui, cái này tăng thêm cái free effect rất là ngon. Wow, free effect này giảm 2% dam nếu mà cộng thêm 4% nữa. Wow, nó giúp cho con quái nếu mà bị dính hiệu ứng free thì thôi đấy, giảm rất nhiều dam. Khi mà đóng băng đầu tiên. Ngon ngon ngon, con này bây giờ gần như là cái ấy nó, cái free các thứ, Frostbite free nó tăng cho rất nhiều là nhiều hiệu ứng. Công thủ ở đây thì sẽ là khi mà cái coupon hit thì sẽ apply thêm 100 điểm Frostbite nữa. Cái này sẽ giúp anh em đạt 300 nha anh em. Đạt 300 Frostbite sớm này. Ở cái chơi 1 sẽ giúp anh em tăng rất là nhiều dam này. Chơi 13, 3% more cold dam. Cái này thêm cả câu LNG. Đây, consume câu LNG thì mỗi cái thì sẽ là 5% câu đam. Ở đây sẽ là lên tầm 20%. Ngon ngon ngon. 40% này thì sẽ giúp từ 1,5 duration free giây ấy, 1,5 giây sẽ lên khoảng tầm hơn 2 giây nha anh em. Tiếp theo chơi 62 bên dưới. Một số cái thì cũng không hiểu lắm. Sau khi mà free effect kết thúc, Frostbite và tất cả điểm cộng dồn tích lũy sẽ không còn bị xóa nữa. Ui, nó sẽ giữ lại 25% đấy luôn ạ. Ngon đấy chứ. Thay khi anh em phải stack lại thì bây giờ nó giữ lại 25% cho anh em luôn để có thể đạt được trạng thái free tốt nhanh nhất. Cái này sẽ rất là ngon này. Ở cái chơi 62 bên dưới. Tiếp theo chơi 80. Địch dính free sẽ tăng thêm một điểm deep free cứ sau 0.2 giây. Và mất trạng thái đóng băng thì sẽ mất một điểm deep free này sau 0.1 giây. Cái này là sao nhỉ? Đối với mỗi điểm deep free chúng nhận thêm sẽ gây thêm cái deep free này mỗi cái là additional 15% dam. Rất là nhiều đấy chứ. Không biết là tối đa sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà 15% additional dam thì rất là nhiều cho mỗi một cái stack deep free này. Vậy là đọc sơ qua thì sẽ lấy nào? Một này. 1. 2. 1 rồi. Cái này ngon này. Để đọc thêm cái dưới. Xung quanh. Được chúng câu spoon, chúng sẽ nhận thêm 12% sát thương lạnh trong 4 giây cộng dồn 5 lần.
Cái này thì có vẻ không ngon bằng cái trên. À cái này là 20 stack. 20 stack đây này. Ui vừa lại đọc thiếu. 20 stack nhân với cả đây thì sẽ là tầm 300% additional dam. Không biết là đạt được có dễ không. Tiếp tục là búp. Búp cái dây han 1 này. À, giờ cái additional burst dam thì hồi xưa sẽ không áp dụng cho Elmon, bây giờ sẽ áp dụng cho Elmon luôn. Về con Gen 2, Gen 2 thì anh em nào có chơi không? Rất là ít người chơi đúng không? Ở đây sẽ nói là sửa. Về cái sau khi nhận được cái sitting. Ồ, cái gì đây? Nó sẽ đăng ký không chính xác như thể đồng minh liên tục có mặt à. Fix như này không biết là búp hay lớp. Không chơi thì cũng không rõ được anh em ạ. Kalino này, Kalino 1. Kalino 1 tiếp tục là búp rồi. Tại vì con này cũng rất là ít người chơi. Khi mà tiêu thụ đạn sẽ tăng thêm 30%, bây giờ sẽ lên 35%. Và cái trong khi cái loát đạn thì sẽ tăng 3% tốc độ di chuyển, giờ 45%, búp rất là nhiều. 10% reload đạn đặc biệt này. 50%, bây giờ là 15% có thể có đạn đặc biệt. Và khi ấy thì 60% đam, búp căng. Ui, cái nào cũng búp luôn ạ. Trong khi mà bắn ra cái Magic Shot chính là cái Special ấy. Special chính là đạn đặc biệt này này. 15% lên 30% đam. Ui trời ơi, búp chơi toàn búp gấp đôi thôi anh em ơi. 62. 20 lên 25. 40 lên 50. 80 lên 100. Búp đã nhờ. 62. Bây giờ là từ hai slot búp cho cái special armor này là chính là cái đạn đặc biệt. Bây giờ sẽ có 3 slot búp luôn. Ồ, ngon vãi. Con Carino 1 lại búp nhiều vãi. Búp kinh luôn đấy chứ. Carino 2 này. Carino 2. Thường thì sẽ chơi theo dạng shotgun và dạng stack with. Xem búp hay lớp nào. Ồ, cũng búp đam này. Cái chơi 32. Búp luôn. Búp ít thôi nhưng mà cũng đủ anh em ạ. Khi mà sử dụng mobility skill thì sẽ tăng additional 8% trong 2 giây. Stack 3 lần là 24%. 24% mà bây giờ lên đến tận 36%. Ui trời ơi, búp nhiều. 62 này. Khi mà 10 stack Duckless Interval. Khi mà sử dụng cái không phải là mobile skill nhưng mà không phải channel thì sẽ up lên 20 stack. Bây giờ sẽ 40 stack gain 20. Ồ. Ok, cũng là một cái búp. À, hồi xưa nó là cái khi mà cái này là sẽ shotgun này bắn phát là tất cả đạn là ra luôn. Hồi xưa không biết nó cố định là bao nhiêu nhưng bây giờ nó sẽ thêm một cái dòng là cố định tốc độ đánh và tốc độ cut speed sẽ là 2 lần trên giây. Em không nhớ, lâu rồi không chơi con này. Con Erika này. Erika. Ồ, bây giờ nó sẽ hiển thị cái số stack stalker này nhìn sẽ dễ hơn. Bay chay. Trong khi cái chay agility này thì sẽ cộng 20%, sẽ lên 30% này. 20%
của Movement Speed sẽ áp dụng cho Attack Dam. Bây giờ sẽ là 240% boop này. Tiếp theo Multi Try Dam 2%, bây giờ lên 3% cũng boop luôn. Mỗi một stack Stalker này nhớ là có 7, tối đa con này lấy được 7 thì phải. Từ nguồn Memory Merinic là lấy được 7. Uầy, búp rất là nhiều đam, 12, gần như gấp đôi đam luôn anh em ơi. Cực kỳ nhiều đam búp cho con Erika này. Có vẻ là mùa này búp tất cả rồi. Tiếp theo này, khi mà đạt mắc Multi Try cao sẽ gain 2% attack mỗi một cái này, attack speed trong vòng 3 giây, giờ lên 3 cũng là một cái búp luôn. Còn binh có vẻ ăn búp rất là nhiều. Bay chơi này, additional 3% lên 40%, shot 3% 40%, ui trời búp luôn. Cái này búp nhẹ thôi cũng 25%. Tiếp theo additional 50% project dam 60%. Ui trời búp ác thế nhỏ. Mỗi 2% sẽ cộng 1% đam của bom. Hồi xưa là phải trong vòng 5 mét, bây giờ nó bỏ luôn. Búp khá là căng đấy anh em ơi. Giúp cái này đẩy cái đam này lên rất là nhanh. Hồi xưa là phải 4 cơ, mà có 80% thôi, bây giờ chỉ cần 2, mắc 120%. Búp quá nhiều. Để đạt được cái trạng thái này nhất chỉ cần khoảng tầm 6 à? hai trăm tư là đạt mắc rồi. Quá ngon. Lấy được sớm hơn, lấy được nhiều đam hơn. Khi mà bom lỗ sẽ 4%. Mỗi một bom tồn tại sẽ cộng 4%. Giờ sẽ đẩy được thêm này, thêm đam nữa này. Chơi skill and hand bomb throw. Cái quan trọng là khi mà lém bom sẽ không bị gián đoạn di chuyển nữa. Cũng ngon. Đây là Gamma 1 này. Gamma 1 thì fix lỗi chơi point ship in. Cái này không nhớ lắm. Gamma 1 một trước không chơi, mấy một trước không chơi. Tiếp theo là mỗi điểm full sun energy giờ gain 2% dam thành 3% này. Nó búp ở chơi thôi nhưng mà không biết đồ đạc các thứ như nào, tại vì Gamma các mùa khác thì nó vẫn khỏe. Cái này thì giảm đi này. Nói chung là Gamma nó vốn dĩ khỏe sẵn rồi. Ở đây là Wit. Là A, chính là con Thea 1. Thea 1 thì cái đoạn này búp đam ở cái, đây là chơi 62 bên trên. Trước là 25 stack, bây giờ chỉ còn 20 thôi. Cái mà trước dùng để mà slap shot đây anh em. Nên 25 đấy anh em nhớ không? Thì bây giờ còn 20 này. Thì 2 base J. Khi mà mỗi blessing consume divide, cái là cái vùng J 15%, bây giờ sẽ lên là 20% và maximum là 200. Búp mạnh đấy chứ. Tiếp theo nào, mỗi một agi blessing. Uầy, bây giờ là búp gần như gấp đôi anh em ơi. Không. Búp cho cái Tenna thôi. Còn cái Agi thì bị lớp. Búp cho Tenna thêm 2% đam nữa. Đây. Nhưng mà để mà quái ở trạng thái low life thì khó lắm.
phải đẩy đam về, chứ cái này thì có cái chây nó hỗ trợ là rồi. Chứ còn để mà đẩy đam về quái low light thì khó, cực khó luôn anh em. Còn cái full light thì ở chây 80 nó đã support rồi. Tiếp theo là chây 32. Cũng búp. Ok. Chây 80 nè. Mỗi một cái blessing layer này 10% lên 12% cũng búp. Ok, chỉ có bị lớp cái này thôi. Cái này khá là quan trọng vì cái tenacity nó chủ yếu. Con thứ hai này là stack cái tenacity mà. Vì cái trạng thái full night của quái sẽ rất dễ dàng đạt được khi mà chọn chase 80. Tiếp theo là con Zogam 1. Cái phân thân của nó này, Space là Illusion, Illusion phân thân này. Búp đam 15 lên 25%. Tiếp theo 50. Mỗi một skill level thì cộng 6%. Cái phạm vi lên 90% này. 600 spell dam 90%. Ok, xem nào. Wow, cái này đẩy lên rất là nhiều luôn. Từ 6 đến 15%. Tiếp theo là dam cũng từ 6 đến 15%, búp mạnh luôn cho con Zogam 1 ở chơi 50 anh em ạ. Búp cực mạnh luôn đấy. Vốn dĩ hồi trước nó đã mạnh rồi. Bây giờ nó còn mạnh hơn, nhưng mà không biết nó có cạnh tranh được với class khác không. Tiếp theo là Zogam 2 nè. Con Zogam 2 thì cũng ít chơi. Em đọc qua cho anh em nào mà đã có muốn chơi thử thì chơi nha anh em. Giờ đây những người chơi có thể điều chỉnh năng lượng thời gian từ 50 điểm thành 50% năng lượng tối đa. Cái này cũng không rõ được đâu anh em ạ. Anh em nào chơi thì có thể ấy thôi. Em sẽ để lại đây một chút cho anh em đọc. Nói chung là em đoán sẽ búp thôi đây này, 0,5% dam overtime này. Sẽ lên 1% là búp gấp đôi cái chơi 13. Tiếp tục phần trăm. Chỗ này nó thay đổi câu chữ. Không biết là như nào đây. Tiếp theo là chơi 32. Chữ 50%. Bây giờ sẽ là quái vật sẽ là giảm cái tốc độ di chuyển cũng như là tốc độ đánh. Thì bây giờ sẽ là mỗi 5 điểm cái Space Energy này. Em nhớ là cái này hình như 100 điểm thì phải. Anh em có thể đẩy lên đến 170 mấy 200 hay gì ấy. Nhớ là em xem video nó đẩy lên cái điểm này rất là cao. Sẽ tăng thêm dam overtime, ngon. Chúng ta cần dam hơn là chúng ta cần trạng thái slow bot, slow quái. Fix 32 này. Khi mà gây ra dam overtime, consume space energy. Sao? Cái gì đây? Cool nào. Chơi 80. Mỗi 4 điểm space time energy sẽ là 1% này. Bây giờ sẽ là 3. Gây 1, 3 được 1, hồi trước là 4 được 1. Moto 1. Moto thường đấy anh em. Sẽ tăng dam này. 50 80% chơi 62. Tiếp theo lấy thêm 3% dam nữa, 25 lên 30% dam. Moto 2 cũng tăng dam nhiều phết đây anh em ơi. Moto 2 mấy mùa trước thì nó có cái build, nó anh có anh em build lên đến mức AFK được Path of Brain luôn mà. 20% lên 50% dam cũng búp. Sau khi mà overload ra thì tất cả các cái Synotic Chop Million. Cái này là búp hay lớp vậy ta? Nó giảm đi cái thời gian nhận được cái overload. Không nhớ lắm, một tô hai không nhớ lắm. Irid này, Irid cũng quan trọng này.
Đọc xem nào, ở chơi 62 này sẽ kích cái ultimate, cái spirit magus này này. Ở khi mà trạng thái nhận full bloom ấy, chính là mà trạng thái có thể ăn nóc được cái ultimate. Trước là phải cần 25 stack trong 9 giây, bây giờ chỉ cần 20 stack trong 9 giây là sẽ được luôn này. Chơi 80 duration cái Wind Rider này. Wow, bị giảm rồi, giảm đam rồi. Mùa trước là mùa của nó, mùa này không phải mùa của nó nên được, bị giảm cái ở chơi 80 này. Nhưng mà rất là ít người dùng cái Wind Rider Channeling này nha anh em. Thôi anh em cũng không quan tâm lắm. Anh em hay sử dụng cái bên dưới 30%. Uầy, còn được búp này anh em đây. Cái chơi 80 bên dưới rất là hay dùng. Được búp thêm từ 100% lên 120%. Tiếp theo là Renick với cả Memory. Cái này cũng ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến các cái con hero nha anh em. Ở phần này là cho Frost. Con này là Gamma 2 này. Đọc từng dòng xem nào. Copen cũng ok. Cái này là cooldown recovery, free duration. Ok. Ở đây khi mà quái bị frostbite sẽ tăng thêm 40% đam. 40% đam cũng tạm thôi. Ok. Cái này không ngon. Khi mà kết thúc cái free effect, frostbite sẽ consume. Cái gì? Tất cả giá trị sẽ không bị xóa. 48% giữ lại. Cái này cũng không biết lấy ở đây thì có ngon không. Renick. Cái này là Renick rồi. Tiếp theo này. Đây, có cái này ngon thôi này anh em này. Có cái này là deal additional dam này. Additional dam thì nó ngon này. Chứ còn cộng dam bình thường này thì không ngon. Có cái dòng này là ngon này. Tiếp theo là khi mà bạn free. Cái này sẽ là tác dụng thêm. Cho khi mà free effect. Sẽ là tăng thêm 10 đến 20% dam nhận vào. Cái này như là chỉ số giảm chấn thương thì phải, giảm đam, một cái cơ chế injury. Cái này nhìn thì có vẻ ngon, nhưng mà đam này là cho quái chứ đúng không? Nếu mà cái này mà đam tăng đam cho quái thì lại ngon. Mỗi một lần mà quái vào cái trạng thái frozen thì nó sẽ nhận thêm 5% đến 10% additional dam. Và trong cái quá trình free effect này thì sẽ giảm thêm 5-5%. 5 lần 10 giây có thể stack 5 lần sẽ lên đến 50% dam. Ngon anh em ơi. Với 3 dòng này thì rất là ngon này. Tiếp theo là Frost Ember, chính là cái mà gọi là cái memory của con Gamma 2 ấy. Mấy cái dòng này thì rất là bình thường thôi. Câu dam bình thường này. Crit dam, crit rating, crit dam, physics. Cái này thì trước mùa trước thì có cái con Gamma 2 stack mana. Thì cái này cũng có thể là một dòng dùng tạm được. Có cái này ngon này anh em này. Free effect này. Sẽ tăng thêm duration cũng như là tăng thêm cái giảm dam của quái. Wow, cái này cũng có luôn. Ở trong memory cũng có additional dam 8-12% khi mà frozen. Ngon thế nhở. On hit coupon apply frostbite thêm 7-16 stack nữa. Cái này thì sẽ giúp cái frostbite đạt trạng thái frozen nhanh hơn.
Cái này cũng cộng thêm energy maximum này cũng ngon. Vậy là có cái này ngon này, cái này ngon, với cả cái dòng này có vẻ là cũng ngon. Ồ, cái dòng này thì có vẻ ngon nhất. Additional dam luôn. Ở cái này là ba cái liên quan đến Renix, à Memory chứ. Memory với cả ấy. Đây là cái Renix Nezen này, Memory Nezen. Đấy, Nezen luôn. Hồi xưa. Ồ. Bây giờ gì mua cái này này. Gì mua cái cũ. Bây giờ là thêm cái mới khi mà nhận ăn quả đam to, cái Fatal Dam, là cái đam gọi là chí tử ấy. Đam có thể dẫn chúng ta đi đến cái chết ấy. Thì nó sẽ free luôn bản thân trong 2 giây, gần như là trạng thái bất tử. Và hồi lại 50% máu hoặc energy siêu. Cái này thì cố định 30 giây nhá. Ở trạng thái này thì sẽ là miễn tất cả các loại đam này. Và trigger cái diện rộng coupon và cung cấp cho chúng ta 100% free effect. Ui, ngon đấy nhở. Không biết có nên dùng không, cũng là đáng sử dụng đấy chứ. Khi mà nhận ăn quả đam to thì sẽ tự kiểu rơi vào trạng thái bất tử 2 giây ấy. Và hồi lại trong trạng thái 50% máu với cả energy seal này. Cứ mỗi 30 giây thì chúng ta có thể gần như là tránh được một cái chết. Ngon đấy chứ. Cái này chỉ là đổi tên thôi. Cái này gọi là cái lấy thêm J62 này. Ồ, tiếp theo. Remove cái cũ đi. Này là sao? Cooldown bây giờ không còn trigger cooldown nữa. Mà cold energy khi mà full thì luôn luôn trigger cold ấy luôn ở vị trí của bạn. Cái này cũng chưa sử dụng, em không rõ luôn. Nhưng mà Gamma 2 được buff rất là nhiều anh em ơi. Quá nhiều luôn. Tiếp theo này. Cái này là dây ăn 2. Cái này cũng chỉ là đổi tên thôi. Ủa? Sao active chain nhiều vậy? À đúng rồi, đổi tên anh em ạ. Ở con Kaino 1 này. Renick. Okay. Gọi là búp thôi. Chứ nó cũng không thay đổi gì mới. Nó búp thêm các chỉ số thôi. Búp thôi anh em ạ. Nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Cái này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Erika này, có Erika xem nào. Cũng gọi là búp thôi. Ồ. Gần đây nếu mà có chạy 10 mét thì sẽ gain 5 đến 6 attack speed trong khi multi try. Bây giờ sẽ là 2 mét nhận 1.7 phần trăm attack speed, stack 20%. Ồ. Chạy ngắn hơn, gain cái này nhanh hơn và liên tục hơn. Cũng vậy luôn. Erika thôi có thể bỏ qua này. Cái này. Gamma 1. Mỗi một điểm full energy. Ồ, bây giờ nó chỉ thay đổi cái effect thôi. Chỉ là thay đổi mô tả thôi anh em. Ồ, đây nó liên quan một cái X-Line này. Cái X-Line bây giờ rất là quan trọng luôn. Hồi xưa là từ 5 đến 7. Anh em đạt max là tầm khoảng 13 full energy. Thì anh em sẽ gain được mỗi cái memory sẽ là tầm 2x line này.
Bây giờ nó giữ nguyên là 7, anh em chỉ lấy được một thôi. Vậy nên là nó lớp cái build X-Line của con Gamma 1 rồi. Gamma 3 này. Gamma 3. Ồ, hồi xưa là quá nhiều. Nó cái trạng thái mà trước nhớ nó đam physics nhận vào thì phải. À, đây là chuyện chứ. Chuyển đam physics thành câu à thành fire đam. Giờ giảm này. Mùa trước nó có mạnh đâu mà sao lại bị giảm nhỉ? Hay là chúng ta chưa tìm ra được cách nó mạnh? Cũng bị giảm luôn anh em. Ờ. À, tăng chứ. Gain 200, 1% lên 200. Mỗi 2-300 trên này. Nói chung là con này mùa trước khá là không ngon. Các build của nó cũng đạt ở mức rất là bình thường thôi. Để mà đạt 99 tỷ rất là khoai. Binh này. Cái này búp này. Tiếp theo 33. Cái này cũng búp thêm một chút. Cái này cũng búp một chút. Ồ, cái này là trăm cộng 2. Ủa. À, hồi xưa là mỗi 5 mét chạy thì cái bom tiếp theo trong vòng 3 giây sẽ nhận được cái hiệu ứng búp. Bây giờ sẽ 3 mét thôi. Ở đây tiếp tục là con Thia 1 này. Thia 1 đây, nó chính xác là làm gần như là bỏ luôn. Nó sẽ chuyển từ 3 cái memory, có thể là 5 cái memory, 8% lag main skill. Bây giờ sẽ chuyển sang Renix, bây giờ chỉ còn 1 lần thôi anh em ạ. Thay vì 5 lần dùng cái memory void ấy, thì 5 lần bây giờ chỉ còn gần như 1 lần thôi. Trước rất là nhiều đam. Tiếp theo khi mà Focus Blessing. Giờ wow, cái này từ Renix nó sẽ búp cho các cái con Thia khác, build khác. Ok. Zoga 1 này. Zoga 1 cũng là búp thôi. Nó không thay đổi nhiều lắm. Zoga 2 cũng búp đam luôn trong memory. Moto 1. Ờ. À, cái này búp. Búp thêm cái cơ hội nhận được một cái command thôi. Không nhiều quá. Con Irid nè. Sau khi mà active cái Empower skill. À, cái này là cái khi mà cái Spirit Mergut này còn cái Lurid mình trong vòng 2 giây cooldown. Ồ, cái này không nhiều lắm. Đây này, có cái fix này. Tiếp theo B này. Fix lỗi à? Wow. Chỗ này gần như là cũng không thay đổi nhiều lắm về cái build Irid nhỉ. Ở skill này. Thôi, có lẽ cũng dài rồi. Làm cái này có thể làm phần 2 nha anh em. Nếu mà em có thời gian thì em sẽ làm phần 2 cho anh em. À không, còn một cái nữa. Còn một cái nữa skill rất là quan trọng. Ờ, em sẽ đọc lướt qua hết nhá. Xem nào. Mấy cái này là cái Sentry thì phải. Sentry 3 loại đam. Xem những cái gì mà hay dùng thôi. Frost Spirit.
Ồ, bây giờ cái Empower của con Spirit băng này sẽ bây giờ sẽ sử dụng 5 lần skill. Hồi xưa nhớ là 3 lần thì phải. Ôi, tính ra cái này là búp đấy chứ nhỉ? Đúng không? Hồi xưa chỉ có 3 lần thôi mà. Trong khi active cái này là khi active mỗi một lần cast sẽ giảm 15% đam. Hồi xưa là sẽ stack. À, lần đầu sẽ 81%. Các lần sau sẽ giảm đi, giảm đi, giảm đi, giảm đi, giảm dần. Hồi xưa nó sẽ stack nguyên 81% này luôn. Và stack vô hạn, bây giờ nó chỉ max 5 thôi. Không biết là để mà 5 lần thì có đạt dễ dàng không, nhưng mà có vẻ như đây là cái này búp này. Nhưng mà cái này lại lớp đi một chút. Irid băng. Ok, đây là cái skill búp là đỏ đỏ thì phải. Burst up anger. Cái beam, cái beam beam đều được búp này, nhưng cái beam này rất là ít dùng nha anh em. Nó như kiểu Kamezuko ấy. Cái Charcoal Cry này sẽ rất hữu ích cho những cái skill Warcry. Trước là búp cái attack speed. Bombard này, bình bombard này có khi lại quay trở lại. Đam hồi xưa là giảm trừ 80%, bây giờ giảm còn trừ 50% thôi, rất là ngon. Số lượng tấn công single use skill là sao? Giảm từ 4 xuống 3. Nói chung là cái này thì đọc có vẻ là buff đam rất là nhiều khi mà ở cái spirit split. Tại vì cái bombard ấy nó stack đạn ra rất là nhiều. Chưa kể là ở vũ khí cũng grab thêm cộng 4. Mà lượng đam từ 8% xuống 5 trừ 50% là quá ngon. Một lượng đam gần như búp khoảng 3 40% luôn. 50% ấy chứ. Rất là nhiều. Warwind thì nó chết từ mùa 1 rồi. Nó thay đổi từ mùa 2 phát. Trạng channeling. Hồi xưa nó sẽ xoay vòng tròn, bây giờ là khi mà đạt max nó sẽ vứt ra một cái vòng tròn. Nó gọi là tăng thôi, búp từ 8 bây giờ 5 đã quăng ra vòng tròn rồi. Tốc độ di chuyển 30 đến 15 cũng búp luôn này, đam cũng được thay đổi. Cái này đam thay đổi theo stack thì có vẻ là giảm đam, nhưng mà để đạt được trạng thái sớm hơn. Phát loạt. Cái này không rõ. Phát zoom. Mấy cái này là cái gì nhỉ? Không nhớ skill lắm. Cái Frostera là có cái build mà cast on crit, Frostera cũng rất là khỏe. Ồ, bây giờ sẽ không còn áp dụng cái trạng thái Frostbite nữa. Sẽ gông không gây thêm cái stack Frostbite. Nhưng mà lại khi mà thêm đam cho lúc mà nó đạt vào trạng thái Frozen. Mỗi một layer Terra sẽ tăng thêm đam này. Đam overtime cũng tăng lên không nhiều. Iplate nó dạng cũng như cái dạng slate thôi, slab. Cái này thì cũng nó sẽ liên quan đến mấy cái skill ấy đấy anh em. Nhớ là các cái skill băng liên quan đến băng là được buff hết. Cut on hit. Cái này gần như nó thay đổi mô tả này, nó vẫn thế. Có cái im build này, búp im build ai này, cứ băng là búp anh em ạ. Mùa này cứ băng là búp thôi. Bây giờ sẽ là trigger lỗ thẳng đam bằng 10% đam máu của lỗ của quái luôn. Đây là một cái lỗ gần như lỗ free luôn anh em, lấy cái ai impel này. AOE sẽ là từng tăng từ 3 mét lên 4,5 mét, rất là rộng luôn. Chưa kể là thêm cả cái anh em có tăng AOE nữa thì nó nên rất là rộng. Cũng có thể là để mà một cái lỗ free. Hồi xưa anh em lấy ở áo đúng không? Thì bây giờ anh em sử dụng cái này, nếu mà đầu game anh em có thể sử dụng cái này để free lỗ luôn. Clear rất là nhanh anh em ạ.
Cái này gây frostbite, tăng thêm cơ hội gây frostbite thôi. Cái này thì bỏ cái trạng thái đi cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà ngon nhất là cái lỗ này, bằng 10% đam quái, máu quái, rất là ngon. Bằng các chỉ số lỗ khác từ đồ ấy luôn đấy. Tiếp theo 12% khi mà sử dụng cái preset. Ồ, không thay đổi nhiều. Ok. Flame này, Flame Imbue. Cái Imbue này cũng búp luôn. Ok, Magic Dart. Bây giờ nó còn nâng cao được cả cái Attack Mobility Skill. Ồ, là những skill gì nhỉ? Không biết luôn mấy cái này luôn. Hunter Sample này, Bombard. Cái này cũng mấy cái skill support này không khó nhớ tên lắm. Cái Path of Prey tăng đam lên để làm gì? Rất là ít khi sử dụng cái Path of Prey là cái skill dày lửa để mà gây đam chính này anh em. Blizzard là cái skill mưa băng cũng búp đam lên này. Búp đam lên nhiều ấy chứ. Ờ, một chút thôi. Nhìn nhầm con số. Thunderbolt Overload. Ồ, những cái skill project cũng là kiểu búp lên luôn. Những cái spirit đều là giảm đam, sẽ tăng đam lên. Double third chết từ mùa 2 con Tia 1 bất tử anh em ạ. Giờ nó lại búp lại này. Double third là cái skill chọc ấy. Frostbite cũng là cái skill chọc của băng này. Cái này cũng là chọc của ấy thì phải. Cái này chọc của set này. Growsicker búp đam luôn. Frost Impact là cái skill mà cái trạng thái nó là skill dạng Demonizer ấy, kiểu tích xong đấm pụp một phát đấy. Kiểu có tích xong đánh một đòn đánh mạnh, búp đam luôn. Đam multiple lại bị giảm. Hammer of Art. Wow, Hammer of Art búp ác thế nhờ. Khi mà đây Demon Nisser chính là khi mà có một cái đòn đánh mạnh ấy, tích được một đòn đánh mạnh ấy thì đam rất là to này anh em này. Ui, cái Hammer of Art này búp mạnh thế. Rain of Arrow convert. Wow, nó convert cái Project Speed sang cái Additional đam rất là nhiều, gấp đôi luôn. Đam multiple cũng lên búp một chút. Mùa trước thì có Pink Corrosive Shot. Mùa này cũng búp mạnh này. Ui, búp mạnh luôn anh em ơi. Còn Pink theo hướng Corrosive Shot búp mạnh thế. Cái này bị lặp lại. Flame Z. Ok. Sada Swarm búp đam luôn. Ui, búp. À, giảm chứ. Còn đam overtime thì lại giảm. Ồ, đây là... Cái này là cớt của element. Búp luôn. 10... Ủa, búp nhờ. Ngon nhờ. Ui, ba cái này đều búp luôn anh em này. Nếu mà anh em nào mà chơi theo dạng DOT câu thì sẽ dùng được cả ba cái này búp rất là mạnh. Còn anh em nào mà sử dụng cái câu không thì anh em sử dụng được hai cái này. Búp mạnh thế nhỏ. Cái fixed. Cơ hội double dam. Cái này cũng búp luôn này. Ngon. Ồ, cái này là của Warcry rồi. Break Split. Cái này là skill support đúng không ta? Nó cũng búp luôn này. Búp đam luôn này. Hồi xưa là trừ luôn. Bây giờ cộng đam luôn anh em ạ. Wow, mấy cái... Ui, còn binh mùa lạnh mạnh đấy chứ. Tính ra đều được hưởng hết. Binh Bombard với cả binh Corrosive Shot đều được búp. Thừa hưởng được những cái này mạnh đấy chứ. Quick Return Spawn này. Multiple Project. Ui, đây, những cái Project đều búp đam luôn anh em ơi. Đấy. Búp đam mạnh luôn anh em ạ.
Dăm này. Úi, dăm này mà sử dụng cho các cái skill như Thunder Cloud ngon này, hồi xưa là trừ đam bây giờ búp mạnh luôn này. Reckless là cái gì? Cái này không không nhớ. Fire Damage. Ồ. Cái này cũng búp luôn này, mấy cái skill add damage đều búp. Đều búp mạnh luôn anh em ạ. Thunder Imbue. Tiếp theo nào. Uầy. Ok. Tiếp tục nhá. Thôi cố lốt nào, xem là talent nào. Spray block liên quan đến block con Zosa này. Được búp luôn. Sau khi block thì Lakeman skill sẽ 200% multi try. Warlock cũng búp. True frame là cái lỗ này, cái lỗ lửa. Cái này bị giảm à? Cái này là sao nhỉ? Thôi, nói chung là cái này rất là ít khi sử dụng. Cái True Flame để mà lấy cái clear cho skill mấy cái bọn lửa ấy. Madman Project này. Đây, lại búp tiếp Project Troll này. Mấy cái skill đạn này. Từ 2 split lên 3 split này. Nhưng mà cái này rất là khó lấy. Cái Madman 3 Burst of One Stone này rất là khó lấy. Lấy muốn lấy thì phải dùng cái mảnh Slate. Blade Runner. Ok, cái này cũng gọi là nó chuyển crit dam sang dam thẳng luôn, additional dam thẳng luôn. Transition không biết là buff hay lớp. Trước là nó theo crit dam, bây giờ là nó sẽ tăng additional dam. Druid nè. Ok. Mấy cái này tăng về thiên về hồi phục thôi. Trigger card cái này ít sử dụng. Rebirth. Ui, ít sử dụng quá. Mấy cái này ít. Chili. Hồi xưa tăng 2% spell dam ở gần. Và những cái con quái ở gần sẽ không thể hồi phục. Bây giờ thì nó sẽ bỏ cái ở gần đi. Nó sẽ tăng dam và chỉ lên giữ cái lại là cái này thôi. Ở gần thì sẽ không hồi phục được. Cái Winter này, hồi xưa là trừ 5 câu reset mỗi 0.2 giây 8 stack. Giờ sẽ là 2 điểm Frostbite sẽ nhận thêm 1% additional dam mà 300%. 300%. À gần 300 điểm Frostbite chứ. 300 Frostbite thì nó sẽ được khoảng 150%. Ồ, ngon nhờ. 150% additional dam cực kỳ nhiều anh em ạ. Các cái skill băng thì được búp rất là nhiều ở cái bát đốt này. Tiếp theo là gain mỗi một stack focus sẽ tiêu tốn 10% mana. Mỗi một cái thì sẽ cộng. Ồ, cái này thì hồi xưa là hồi phục thôi, restore hồi phục. Bây giờ nó sẽ tăng thêm 20% Cast speed. Play safe này. Hồi xưa là sẽ tăng giảm cast speed để mà áp dụng cho spell burst rate chạc là tại 100%. Skill, nếu một cái nào mà không phải là spell burst thì sẽ trừ 5% dam. Bây giờ sẽ là bonus additional cast speed. Oh, bonus và additional bonus. Cái này là được buff đấy chứ. Cũng áp dụng cho, tại vì cái additional là cái multiple rất là ngon. Hồi xưa chỉ là increase thôi. Bây giờ những cái mà nó tăng theo additional cast speed cũng được tăng vào ấy luôn. Spell burst luôn, đây là một cái buff khá là mạnh. Ở cái bonus và additional bonus này. Cái này cũng ít sử dụng thôi bỏ qua. Ok, đọc cho biết. Tiếp theo là cái ở Arcanist này. Bảng này là băng này, chuyên về băng. Xem nào. Ở đây
1%, hồi xưa là 1% coupon. Giờ nó sẽ tăng thẳng cho anh em. Ui, hồi xưa nó còn có mấy nè. 5 frost buy là 1. Không ngon lắm đâu nha anh em. Nếu mà 300 thì câu. Nhưng mà bây giờ nó tăng là 90% additional dam này. Tăng thẳng luôn. Má ngon vãi. Không cần anh em phải đạt được một cái số frost buy nhất định mà anh em lấy được 90% additional dam luôn. Hồi xưa anh em lấy mắc thì cũng chỉ được 60% nhá. Nếu mà đạt 300 điểm frost buy cũng chỉ là 60% copen thôi. Nhưng cái này tăng 90% additional dam này. Cái mana này. Ok, cái này gần như là để mà giảm ấy thôi, giảm dam, nhận trực tiếp dam vào mana trước. Cái này cũng gọi là buff thôi. Tiếp theo Extreme Conit này. Cái này hồi xưa là tăng SD 30% dam cho khi mà mắc Frostbite. Bây giờ khi mà hiệu ứng Free Effect sẽ thêm mỗi 0.1 giây giảm Cold Resist là 7 20. Wow. Trừ 140% Red luôn. 140% 20. Tính ra là 20 thì sẽ là khoảng trong vòng 2 giây. Wow. 2 giây thôi. Ngon vãi. Trong 2 giây free này thì anh em trừ 140% red của nó luôn. Tiếp theo là cái Frozen Notus. Hồi xưa là sẽ là khi mà giết quái này. Câu đam. À, cái này là lỗ theo mana, phần trăm mana. Bây giờ sẽ là khi mà ở lượng mana thấp sẽ gain 30% đam. Tiếp theo là khi mà ở mana thấp thì sẽ trừ 100% cốt luôn. Ồ, ngon đấy chứ. Cái này dùng chống cháy được. Tiếp theo Elementalist Quick Retour. Cái này buff cho channel rồi. 15% cast speed. Ồ, buff không đáng kể lắm. Cái channel này dùng rất là ít. Cái Piku Layer này vai là cái mà bọn ấy rất là sử dụng nhiều này. Bọn Gamma X-Line sử dụng rất là nhiều. Ở đây nó chỉ tăng cái cơ hội gây lên Elmen thôi. Không ngon. Cũng được. Lượng đam vẫn giữ nguyên. Tăng gấp đôi cơ hội. Cái Penetrating. Mỗi một stack focus thì sẽ cộng thêm Elemental Pen. Ôi, búp ấy chứ. 4 lên 5 này. Với những con như Thia 2, Thia 1 đạt 20 đến 25 stack. Nhiều đấy chứ. 20. Ôi trời ơi, 20 con số lên nhiều thế nhỉ. Cực kỳ nhiều luôn anh em ơi. Tiếp theo là Shadow Dancer này, Bloon. Ok. Continuum, mấy cái này rất là ít dùng. Open Wood, cái này Open Wood là mùa trước dùng rất là nhiều này. Có thời điểm mà cái Slate Open Wood này nó giá lên khoảng 1.500 FE luôn chứ. Má bình thường 100 FE. Tại vì nó có tác dụng cho cả Million nữa. À, giờ nó chỉ là tăng thêm cái Bleed Duration thôi. Còn các cái chỉ số đam vẫn giữ nguyên. Versatile. Versatile nào hồi xưa là khi mà sử dụng cái Skill Attack thì sẽ tăng 12% Spell Dam. 3 stack. Sau khi sử dụng spell thì cái attack skill chắc chắn crit. Cooldown là 0.6 giây. À, bây giờ nó sẽ hạn chế cái versatile là bây giờ. Hồi xưa là bọn Senchi nó sử dụng cái này để mà chắc chắn crit này. Khi mà sử dụng spell thì attack chắc chắn crit, nó dùng cho bọn Senchi này. Giờ nó chỉ fix để không cho đội Senchi thôi. Roll in. Ok, cũng gọi là cân bằng thôi. Ranger. Mười mét. Cái này là sao?
Chỉ thay đổi câu chữ à? Tiếp theo là cái God of Deception. Proud này là cho Damn Over Time này. Damn Over Time. Búp cái chain thôi. Win Cut Over Time. Ồ, thay đổi câu chữ à? Tiếp theo là cái Blur. Blur thêm effect. Khi mà quái ở gần sẽ tăng 20%, nhận thêm 20% Damn Over Time. Bây giờ sẽ cũng thay đổi câu chữ thôi anh em ạ. Bison Code này. Erosion. Ủa, nó cũng thay đổi câu chữ thôi. Vốn dĩ nó vẫn giống nhau cơ. Tác dụng giống nhau. Có búp cho cái Street Belief này. 3 lên 4. Tiếp theo là cái Affliction. Hồi xưa là cộng bình thường increase thôi, bây giờ là additional. Additional lại thành ngon. Trăm CC crowd chính là cái CC, các skill CC ấy. Làm bất động. Blur này. Bây giờ sẽ được cộng 20% thôi. Nhưng mà lại tăng damage, cái này gần như bị lớp rồi. Đúng không anh em nhỉ? Cái cát thêm một cớt. Được búp này. Từ 15 lên 35%. Warlock of the Beaten Check. Cái này lấy rất là nhiều. Nếu mà anh em nào chơi mà các cái skill scale down theo cái skill support, lấy được búp từ 3 lên 4 này. Ok. Liên quan đến Blur Active 40%, 50%. Ok. Búp Need Bot này. Cộng 1 Synthetic là mấy cái skill cho million. Tăng thêm double dam. Cái này là của Senchi. Nó tăng thêm cơ hội double dam cho Senchi. Nếu mà start bằng Senchi ngon đấy chứ nhỉ. Start Senchi ngon đấy chứ. Boost Senchi một chút. Steel Van Gogh. Ui, cái này sử dụng rất là nhiều này anh em này. Aura. Aura bị lớp rồi. Đúng rồi, đọc tất cả các đồ đạc mấy cả talent thì là Aura mùa này bị lép nha anh em. Giảm rồi. Hồi xưa là additional 25% Aura effect, giờ bị giảm xuống còn 20%, nhưng lại còn cộng thêm cả siêu mana nữa. Anh em nào mà stack Aura thôi gần như vỡ mặt luôn với cái dòng này. Cộng thêm 20 cái này là cực kỳ nhiều. Anh em trừ cái siêu mana từng tí một có vài phần trăm, đây nó cộng một phát 20% luôn. Resistance. Ok. Sẽ búp Penacy. Cái này hồi phục store skill rất là ít sử dụng. Achemit. Cái này cũng liên quan đến hồi phục thôi. Còn một cái nữa là cái import. Important là cái quan trọng về cái medium. Bây giờ nhá, không còn là một nữa đâu anh em ạ. Bây giờ phải lấy 3. Hồi xưa chỉ cần cộng 1 điểm là được đúng không? Bây giờ nó sẽ phải là cộng 3 điểm. Tốn rất là nhiều điểm luôn anh em. Đây này, cái Aura này. Aura cũng bị lớp hết rồi. Đồ đạc, đọc đồ đạc cũng bị lớp 10%, bây giờ còn 5%. Ok, phần này đến đấy thôi anh em ơi. Còn rất là dài. Đồ đạc thay đổi. Anh em có thể tự đọc thêm nha anh em. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em một tiếng nữa là tiếp theo để mà vào mùa mới luôn. Chúc anh em khởi đầu thuận lợi.